Xin cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chúng tôi đến cái phần chót này. Và chúng ta lại quay trở lại với cái chuyện của Hoa Kỳ. Đó là cái việc mà Đảng Dân Chủ cứ muốn là bà Dianne Feinstein phải từ chức sớm. Như chúng ta biết, cái bà Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein là đại diện, là một trong hai cái Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang California này. Năm nay thì bà đã 89 tuổi rồi đó quý vị. Tới tháng 6 này thì bà đủ 90 tuổi. Cho nên vì cái tuổi già sức yếu như vậy đó, thì bà cứ bị thường xuyên vắng mặt, bị bệnh hoạn và vắng mặt. Chẳng hạn như cái tuần thời gian vừa rồi, bà vắng mặt ở Thượng viện tới 2 tháng. Bà bị cái bệnh single, mà người ta hay gọi là cái bệnh Jonah đó. Chả hiểu bệnh Jonah là gì, nhưng mà hình như Việt Nam mình gọi cái bệnh đó là bệnh rời leo. Suốt 2 tháng trời thì bà mới quay trở lại Thượng viện, và cái điều đó nó kích hoạt ra một cái vấn đề là bà nên từ chức. Dù rằng chúng ta nghe bà Dianne Feinstein, bà đã tuyên bố rồi, bà nói rằng là cái nhiệm kỳ của bà sẽ mãn hạn vào năm 2024 sắp tới đây, và bà không tranh cử nữa. Có nghĩa là tới năm đó thì ai tiểu bang California bầu cử một cái thượng nghị sĩ khác chứ bà về hưu. Thế nhưng mà bây giờ những cái tiếng nói của phía bên Dân Chủ nhất định là bà nói không chờ nữa, bà phải từ chức bây giờ cho là tốt nhất. Vì sao vậy? Chúng ta biết rằng là bà Dianne Feinstein hiện nay là thuộc cái ủy ban, là ủy ban tư pháp của Thượng viện. Mà nói về cái ủy ban tư pháp, có lẽ là cái ủy ban nó quan trọng nhất của Thượng viện ạ. Bởi vì nó có một cái nhiệm vụ là xem xét và phê chuẩn những cái ông thẩm phán cao cấp do ông tổng thống đề cử. Vì cái tính cách quan trọng của cái ủy ban này ở Thượng viện, thành ra mình thấy cái tiểu bang này nó tới 21 thành viên. 11 thành viên thuộc đảng đa số là đảng Dân Chủ, 10 thành viên thuộc đảng thiểu số là đảng Cộng Hòa. Thế mà bà Feinstein vì cái tuổi già sức yếu, bà bị bệnh hoài, bà vắng mặt hoài. Thành ra có thể nói là ở cái ủy ban này, cái tiểu bang này đó, coi như là hòe 10 trên 10, Dân Chủ 10, Cộng Hòa 10. Thành ra nếu mà như Tổng thống Biden mà có đề cử một ông thẩm phán là có lợi, coi như có khuynh hướng là thiên về Dân Chủ, chắc chắn là sẽ không được thông qua. Mà nếu như một thẩm phán không được thông qua ở cái tiểu ban tư pháp này á, thì đâu có được đem ra sàn Thượng viện để mà biểu quyết chung cuộc. Thành ra cái sự đề nghị của Tổng thống sẽ bị bế tắc tại đó. Chính vì cái lý do đó mà người Dân Chủ người ta không có muốn. Người ta đã đề nghị là bà Dianne Feinstein nên từ chức. Thì bây giờ cái vấn đề nó, nếu mà như bà Feinstein mà bà từ chức thì cái chuyện gì nó xảy ra? Thì người ta nói rằng hiện nay phía bên Dân Chủ có 3 cái ứng cử viên sẵn sàng thay thế cho vị trí của cái bà Dianne. Nếu như bà từ chức thì lúc đó thống đốc Newsom có nhiệm vụ có trọng trách là phải chỉ định một người. Mà bây giờ 3 người tiềm năng là ai? Là ông Adam Smith Schiff, đại diện cho thành phố San Gabriel. Rồi bà Katie Porter, đại diện cho thành phố Irvine ở miền Nam California đây. Rồi thêm một bà nữ dân biểu da màu là bà Barbara Lee của tiểu bang Oakland. Thì trong 3 cái người ứng cử viên này đó, thì ông Schiff và bà Porter đó được đảng Dân Chủ ủng hộ mạnh mẽ lắm, nhưng mà hai người thì lại cứ ngang ngửa nhau, tranh giành nhau. Còn bà Lee thì bà bị yếu hơn, cái sự ủng hộ trong đảng Dân Chủ yếu hơn. Thế nhưng mà khổ cái bà lại là cái người da màu. Mà bây giờ phía bên Dân Chủ muốn có một nữ nghị sĩ da màu ở trong Thượng viện. Đây là một cái điều làm cho cái ông Newsom, ông ấy, và nó là phân vân. Bởi vì thì ông ấy, nếu mà ông ấy chọn bà Lee, tức là một nữ dân biểu lên thay thế cho bà Dianne, thì và tới năm 2024 bà này, vị trí này là phải bầu lại chứ đâu phải là tự cứ vậy mà làm. Bầu lại thì bà Lee sẽ trở thành một ứng cử viên Dân Chủ rất là yếu, không bằng hai người kia thì sao? Đây là cái chuyện mà ông Newsom phải quyết định.
Thế nhưng mà ông phải quyết định là khi nào bà Diane bà chịu từ chức, chứ còn bây giờ bà đâu chịu đâu. Vừa rồi đó, trong cái chúng ta nói bà vắng mặt 2 tháng đó, mà bà còn cố gắng đó, bà nói rằng bà đề nghị với Thượng viện rằng là bà muốn có một cái người đại diện cho bà tham gia chính trị ở trong Thượng viện. Nhưng mà cái chuyện đề nghị như vậy là nó đâu có hợp pháp, đâu có ai chịu được cái chuyện như vậy. Tự nhiên mình bệnh, mình kiếm cái người mà không được bầu đi làm cái chuyện nhiệm vụ nghị sĩ của mình thì ai mà cho, thành ra là bà không được. Nhưng mà khi mà bà đề nghị như vậy thì thưa quý vị, rõ ràng là bà không muốn tổ chức, bà muốn giữ cái ghế của bà nó cho tới hết nhiệm kỳ, có nghĩa là bà muốn đi cho hết cái con đường tình nghị sĩ của bà. Thành ra đây là dân chủ nó đang lâm vào một thế mà tiến thoái lưỡng nan đây. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới một cái câu chuyện xảy ra ở Peru. Đó là cái chuyện mà một du khách đã rơi xuống vực sâu chỉ vì là muốn thử cái chiếc ghế của phi hành gia. Thưa quý vị, ở Peru đó có một cái mỏm núi nó có tên là Carrapata đó. Nó rất là nổi tiếng bởi vì du khách ở đây đó thích tới đó để mà ngắm cảnh. Bởi vì khi mà đứng tới cái ngọn núi, cái mỏm núi này đó, thì người du khách người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của một cái thành phố Ayacucho của nó. Bởi vì cái việc mà du khách tới đây nhiều và thường xuyên đó, thành ra cái cư dân địa phương người ta cũng ăn theo, người ta tổ chức nhiều cái trò chơi nó mang cái tính mạo hiểm dọc theo cái mỏm núi đó, tức là dọc theo cái vực sâu của cái núi đó để mà kiếm tiền. Thì trong những cái trò chơi mạo hiểm như vậy đó, thì có cái một cái trò chơi mà người ta gọi là cái chiếc ghế huấn luyện phi hành gia. Thì người ta gọi như vậy thôi, chứ không phải nó không phải là một cái chiếc ghế thực thụ, nhưng mà nó nghĩa là cái nó là một cái khung sắt, nhưng mà cái khung sắt này á nó nhái theo cái ghế để mà người ta dùng để huấn luyện phi hành gia, tức là nó có cái khả năng quay tròn hay là lật qua lật lại bất kỳ một cái phương hướng nào nó thích mà người ta không thể đoán trước được. Có nghĩa là cái khung đó nó sẽ quay tứ tung hết theo một những cái phương hướng mà tự do, hoàn toàn tự do, không có thể kiểm soát được. Thì nó cũng giống như là cái chuyện mà những phi hành gia được thực tập khi mà rơi vào một cái khoảng không gian mà không có trọng lực đó, thì người ta sẽ bị quay cuồng như thế nào đó. Thì vừa rồi có một cái ông du khách, ông muốn trải nghiệm một cái cảm giác nó mạnh mẽ, thành ra ông leo vào cái ghế đó. Hình như cái người du khách này là một cái ông người Trung Quốc. Thì người ta cột ông vào cái khung đó, sau đó thì cái một người dân địa phương, có lẽ là chủ của cái trò chơi đó, họ dùng tay họ quay cái khung đó. Thì quả nhiên cái mình thấy là cái chuyển động của cái khung đó nó dữ dội lắm, nó quay ngang quay dọc, nó lên nó xuống, nó nhiều khi nó quay tròn, nghĩa là đủ thứ, những cái chuyển động của nó rất là nghe thấy rất là mạnh mạnh bạo và nguy hiểm nữa đó. Nhưng mà cái người du khách đó hình như họ là một cái người gan dạ. Thì trong cái hình mình đoạn video mình thấy rõ ràng là ông ấy cười thích thú lắm. Mà những cái người bạn của ông ấy đứng xem nó cũng cười vui vẻ lắm. Thế nhưng mà chỉ cái khung nó chỉ quay được 30 giây thì nó xúc ra khỏi hai cái trụ mà nó gắn vào, nó rơi thẳng xuống xuống cái vực sâu. Nhưng mà may quá, trong khi người ta kinh la lên những cái tiếng kinh hoàng lắm, thì cái khung sắt đó đó, tại vì nó to và nó cồng kềnh, nó nặng nữa, nó mới trượt theo cái sườn núi và nó mắc vào cái mỏm đá. Thì người ta đội cấp cứu người ta tới, người ta lấy cái khung đó lên, mà cái ông du khách đó thì ông bị cột chặt vào cái khung đó, khung sắt đó, thành ra ông cũng không rơi ra. Ông được đưa vào bệnh viện để kiểm tra thì ông chỉ xây xòa nhẹ, không có gì, chỉ có một cái điều là trải qua một cái lúc một hú hú vía gần chết, là bởi vì tử thần đã vồ tới cái gáy rồi, mà rốt cuộc cái ông tử thần đó ông lại buông ra. Thì dĩ nhiên mình hiểu là sau cái tai nạn đó thì tất cả những cái trò chơi mà gọi là mang tính mạo hiểm dọc theo cái vực sâu, cái mỏm núi đó đều phải cho dẹp cho bằng hết. Thì bây giờ mình nhìn lại đó, mình thấy rõ ràng đây là những cái chuyện nó quá nguy hiểm đi. Mình thấy là một cái khung sắt 2-3 lớp như vậy nó cũng nặng nề lắm.
Thế mà nó chỉ được gài vào hai cái trụ sắt, nó nhỏ lắm quý vị, nó chỉ bằng cái cổ chân của chúng ta thôi, hai trụ sắt nó đứng như vậy đó. Mà cái khung sắt đó được nối vào hai cái trụ sắt đó thì nó chỉ qua một cái đoạn ống sắt, nó to, chỉ đường kính nó có lẽ là bằng hai cái ngón tay người lớn chụm lại mà thôi, quá sức là nguy hiểm. Mà toàn bộ cái trò chơi đơn giản thô sơ đó nó lại chỉ có cách cái vực sâu chừng 2 thước 3 thước. Chính vì vậy mà khi nó văng ra thì cả khung đó nó rớt xuống cái vực sâu đó, thưa quý vị, nó quá nguy hiểm. Ra thành ra chỉ cần nhìn không thôi mà mình đã thấy lường ra được cái sự nguy hiểm của nó rồi, thì không hiểu sao là người ta lại leo vào đó để mà chơi, thì không hiểu là gan dạ hay là dại dột. Để cái tùy đó thì theo mỗi người nhìn. Thì có một câu chuyện mà rơi như vậy, nó tương tự, thì có hai cái người bạn, người ta là những cái tay leo núi chuyên nghiệp. Một ngày kia họ rủ nhau leo lên một cái ngọn núi cao. Hai người đang leo song song như vậy thì bỗng nhiên có một cái người trượt chân trượt tay rớt xuống vực sâu. Cái người còn lại vội vàng hỏi là có sao không? Thì cái người rơi cũng rất là bình tĩnh nói chưa biết, còn đang rơi. Đây mới là những cái người mà phải nói là gan hùm mật gấu, là cái ông này đang rơi mà vẫn còn trả lời, bình tĩnh trả lời được là chưa biết kết quả, còn đang rơi. Không hiểu cái chuyện này có phải là cái chuyện tiếu lâm hay không, chứ khó mà là cái chuyện thật. Vâng, câu chuyện đó đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại.